Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em. Hôm nay thay hầm gắn dì dôi nhà mình đang thay nước nè. Sẵn quay cho cô chú anh chị em mình xem, tham khảo và xả chết nha. Dạ rồi, thì một ngày mới em xin chúc tất cả cô chú anh chị em mình vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc nha. Đây thì đây là bồng nước, bồng gắn của nhà mình, em mới thay nước xong nè. Đây thì em cũng còn mấy con gắn bố mẹ nè, sẵn dục đây nuôi chung luôn. Thì gắn dì dôi này tầm khoảng trên 2 tháng tuổi nha cô chú anh chị em mình. Đây, con nào con nấy mướt rượt luôn nha. Dạ rồi, cô chú anh chị em mình nào có nhu cầu mua gắn giống nuôi thì hãy liên hệ với em nha. Em có để số điện thoại trên màn hình video á. Đây, gắn này thì rất là bóng luôn nha cô chú anh chị em mình. Gắn này thì tầm trên 2 tháng tuổi rồi. Cô chú anh chị em mình nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em. Và đặc biệt hơn nữa là cô chú anh chị em mình không có thời gian mà đến trại mình bắt được thì bên em sẽ giao hàng tận nơi cho cô chú anh chị em mình nha. Đây, gắn này thì nó muốn bằng ngón tay cái mình luôn nha. Có con này thì bự hơn nữa nha cô chú anh chị em mình. Rồi, video của em thay nước cũng ngắn gọn à. Trước khi kết thúc video thì xin chúc tất cả cô chú anh chị em mình xem video của em thật là vui vẻ nha. Rồi, bye bye.